Mỹ tiếp tục viện trợ lá chắn thép Patriot cho Ukraine. Tờ New York Times dẫn lời các quan chức cấp cao hôm ngày 11 tháng 6 cho biết Mỹ sẽ cung cấp thêm một hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine nhằm đáp lại lời kêu gọi của Ukraine về việc tăng cường các loại vũ khí phòng không trong bối cảnh Nga tấn công dữ dội vào vùng đông bắc Kharkov. Theo các quan chức Mỹ, Quyết định của Tổng thống Joe Biden được đưa ra vào tuần trước sau một loạt cuộc họp cấp cao và tranh luận nội bộ về cách thức đáp ứng nhu cầu vũ khí của Ukraine mà không gây nguy hiểm cho khả năng sẵn sàng chiến đấu của Mỹ. Các đồng minh khác, bao gồm cả Đức, cũng đã đóng góp hệ thống phòng không và đạn dược để hỗ trợ Ukraine. Các quan chức này cũng cho biết, hệ thống Patriot mới mà Mỹ sắp gửi tới Kiev có thể được triển khai tới tiền tuyến trong vài ngày tới đây sẽ là hệ thống Patriot thứ hai mà Washington viện trợ cho Ukraine. Patriot là hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo do tập đoàn Raytheon của Mỹ phát triển, được đưa vào phục vụ trong quân đội Mỹ từ cuối năm 1981, được mệnh danh là lá chắn thép nhờ khả năng chống lại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay. Tổ hợp tên lửa Patriot là một trong những vũ khí phòng không phổ biến của khối NATO và các quốc gia đồng minh hiện nay. Hệ thống phòng không này bao gồm bệ phóng, trạm điều khiển và mang theo tối đa 16 tên lửa. Tên lửa có chiều dài 5,21 m trọng lượng 312 kg, được trang bị một động cơ kép xung lực, có thể tiêu diệt tên lửa đang bay tới ở độ cao 40 km với tốc độ bay đạt mạch 5. Vào tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine cần có 25 hệ thống Patriot nhằm tăng cường hệ thống phòng thủ trong bối cảnh Kiev chỉ có 25% khả năng phòng không cần thiết để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Ông Zelensky cũng cho biết tất cả các đối tác quốc tế đều đã nhận thức được nhu cầu của Ukraine về hệ thống phòng không này, thậm chí một số đồng minh còn biết các hệ thống này cần phải được đặt ở đâu. Hôm ngày 11 tháng 6, trợ lý tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Phòng không và tên lửa thuộc lục quân Mỹ, Đại tá Rosanna Clementer, cho biết hệ thống phòng không Patriot do phương Tây cung cấp cho Ukraine đang đóng vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của các lực lượng kia. Bà Clementer xác nhận rằng, Ukraine đã dùng Patriot bắn rơi máy bay A-50 của Nga hồi tháng 1. A-50 được mệnh danh là mắt thần nhờ khả năng dò tìm và theo dõi 60 mục tiêu cùng một lúc, bao gồm các mục tiêu trên mặt đất, trên không và trên mặt nước.